Xin chào mọi người, mình là Lành và như thường lệ đây là bản tin Lab New. Khi chúng ta càng gần tiếp cận sự kiện ra mắt cho dòng Galaxy S24, lại có thêm nhiều chi tiết về flagship đang xuất hiện một ngày sau khi thông số kỹ thuật được tiết lộ cho toàn bộ dòng Galaxy S24. Bây giờ hình ảnh rò rỉ mới đã được xuất hiện trên X giới thiệu một số tính năng. Nếu bạn muốn giữ lại một phần của sự ngạc nhiên cho sự kiện Galaxy S24 Unpacked vào ngày 17 tháng 1 nên tránh nhìn vào những hình ảnh này. Trong video này, mình sẽ không bao gồm các hình ảnh, thay vào đó sẽ dựa vào lời mô tả của mình để thảo luận về những gì chúng tiết lộ. Hãy bắt đầu với hiệu suất. Chúng ta đã biết rằng cả hai chip Exynos 2400 và Snap 8 Gen 3 sẽ được sử dụng cho dòng Galaxy S24. Điều được xác nhận ngay bây giờ là những chiếc điện thoại này sẽ tích hợp một buồng hơi lớn hơn đáng kể so với những chiếc có cho dòng Galaxy S23, lớn hơn 1,9 lần để quản lý hiệu suất mạnh mẽ đó. Cụ thể hơn, kích thước buồng hơi sẽ thay đổi theo từng mô hình, lớn hơn 1,5 lần cho mô hình S24, 1,6 lần cho S24 Plus và ấn tượng lớn hơn 1,9 lần cho phiên bản cao cấp S24 Ultra. Samsung cũng đã cải thiện đáng kể độ nhạy cảm của màn hình tăng 12%. Cải tiến này sẽ đặc biệt hữu ích khi chơi các trò chơi như Call of Duty. Ngoài ra, màn hình bây giờ có độ sáng đáng chú ý hơn so với dòng Galaxy S23. Như dự kiến, flagship mới sẽ hỗ trợ các tính năng ray tracing cho các trò chơi tương thích như Nitro Racing Master và Diablo Immortal. Được xác nhận rằng S24 Ultra sẽ có khả năng quay video 8K ở zoom 5x với video 8K có độ phân giải khoảng 33MP và ống kính telephoto quang học 5x thay thế ống kính 10x của S23 Ultra có cảm biến 50MP. Samsung cho biết chiếc điện thoại mới vẫn sẽ chụp ảnh xuất sắc ở mức zoom 10x và cao hơn thế nữa. Trong rò rỉ này cũng tiết lộ 4 tùy chọn màu sắc cho dòng Galaxy S24, bao gồm Amber Yellow, Marble Grey, Cobalt Violet, Onyx Black, với từ Onyx được thay thế bằng Titanium cho biến thể Ultra vì thiết kế Titanium của nó. Tiếp theo một số tin đồn được chia sẻ bởi iUniverse, có báo cáo cho rằng dòng Galaxy S24 sắp tới sẽ có chất lượng cảm ứng cải thiện. Tốc độ phản hồi cảm ứng của toàn bộ dòng được cho là nhanh hơn 10% so với các phiên bản trước đó. Cải tiến này nhằm tăng cường trải nghiệm người dùng One UI, làm cho cảm giác phản hồi và kết nối với đầu vào của người dùng tốt hơn. Điều này sẽ bổ sung thêm với tần suất là mới 120Hz. Ngoài ra, sự tiến bộ này có thể là cải thiện trải nghiệm S Pen trên dòng Galaxy S24 Ultra. Samsung dường như đã cải thiện công nghệ màn hình cho dòng Galaxy S24 của họ cùng với những tin đồn về độ nhạy cảm ứng. Có đồng ý cho rằng tất cả các mô hình trong dòng sẽ được trang bị màn hình siêu 2X sử dụng tấm nền LTPO và được làm bằng vật liệu M13. Ngoài ra, nếu những rò rỉ trước đó là đúng, với những màn hình này có thể là tiềm ẩn tiềm năng của siêu 2X panel được giới thiệu bởi Samsung với khả năng đạt độ sáng ấn tượng lên đến 2600 nit, một nâng cấp đáng chú ý so với thế hệ trước giới hạn độ sáng tối đa của nó là 1750 nit. Cuối cùng, sau một số rò rỉ tiết lộ tất cả thông tin về dòng Galaxy S24 sắp tới, chúng ta có một số hình ảnh rò rỉ từ người rò rỉ Event Blast giới thiệu toàn bộ bộ cây của Samsung cho dòng flagship tiếp theo của họ. Một số tùy chọn bao gồm bộ cây silicon và cây Smart View Wallet. Tuy nhiên, có vẻ như chiếc cây giống hệt những các dòng Z Flip 5 có khả năng thay đổi hình nền và giao diện người dùng của thiết bị bằng công nghệ NFC không xuất hiện trong hình ảnh. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải đợi lâu để biết về tất cả các cây và phụ kiện sẽ đi kèm với dòng Galaxy S24 chỉ còn khoảng một tuần nữa. Tất nhiên, luôn có khả năng rằng một trong hai rò rỉ khác có thể tiết lộ tất cả các chi tiết trước khi Samsung công bố, nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ không phải đợi lâu nữa. Bây giờ, đối với những người hào hứng, chúng ta sẽ xem xét đầy đủ thông số kỹ thuật, thiết kế và giá cho mỗi mô hình cho dòng Galaxy S24 để giúp bạn quyết định mô hình nào phù hợp với các bạn. Galaxy S24 tiêu chuẩn sẽ có màn hình Dynamic AMOLED 120Hz 6.2 inch với độ phân giải là 2340x1080 và nó sẽ sử dụng các banner OLED M13 mới của Samsung được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus 2 với bảo vệ nhôm chống ráp 2.0. Camera selfie là 12MP, còn ở mặt sau là camera chính 50MP, camera siêu rộng là 12MP và camera telephoto là 10MP. Nó sẽ được trang bị bởi vi xử lý Snap 8 Gen 3 ở Canada và Hoa Kỳ, trong khi các quốc gia khác trên thế giới sẽ nhận được Exynos 2400. Chúng ta có 8GB RAM và lựa chọn lưu trữ 120 hoặc 256GB và đây sẽ là UFS 4.0. Nó sẽ có pin 4000mAh và sạc nhanh 25W. Chúng ta biết rằng nó hỗ trợ 5G, Bluetooth 5.3 và Wi-Fi 7. Nó sẽ chạy giao diện người dùng One UI 6.1 dựa trên Android 14 và dự kiến ra mắt từ 850 đến $900 vào tháng 2 năm 2024. Tiếp theo, chúng ta có Galaxy S24 Plus với màn hình Dynamic AMOLED 120Hz
120Hz 6.7 inch, độ phân giải Quad HD Plus 3120x1440 và sẽ sử dụng panel OLED M13 mới của Samsung, cũng được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus 2 với bảo vệ nhôm chống ráp 2.0. Camera selfie là 12MP, còn ở mặt sau sẽ là camera chính 50MP. Camera siêu rộng 12MP và camera telephoto 10MP. Chúng sẽ được trang bị vi xử lý Snap 8 Gen 3 ở Canada và Hoa Kỳ, trong khi các quốc gia khác trên thế giới sẽ nhận được Exynos 2400. Chúng ta có 12GB và lựa chọn lưu trữ 256 hoặc 512GB, cũng là UFS 4.0. Nó sẽ có pin 4900mAh và sạc nhanh 45W. Chúng ta biết rằng nó hỗ trợ 5G, Bluetooth 5.3 và Wi-Fi 7. Nó sẽ chạy giao diện người dùng One UI 6.1 dựa trên Android 14 và dự kiến ra mắt từ $1,050. Cuối cùng, chúng ta có mô hình cao cấp nhất Galaxy S24 Ultra với màn hình Dynamic AMOLED 120Hz 6.8 inch, độ phân giải là 3088x1440 và sẽ sử dụng panel OLED M13 mới của Samsung, cũng được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus 2. Camera selfie là 12MP, còn ở mặt sau là camera chính 200MP. Camera siêu rộng 12MP, camera telephoto 50MP 5X và camera telephoto 10MP 3X. Nó sẽ được trang bị vi xử lý Snap 8 Gen 3 ở tất cả các khu vực và chỉ có S24 và S24 Plus mới sử dụng Exynos. Chúng ta có tới 12GB và lựa chọn lưu trữ 256, 512 hoặc 1TB, cũng là UFS 4.0. Thiết bị này được trang bị pin 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45W cùng với 5G, Bluetooth 5.3 và Wi-Fi 7. Hệ điều hành One UI 6.1 dựa trên Android 14 và dự kiến giá bán từ $1,250. Tổng thể, Samsung Galaxy S24 Ultra mang lại một thiết kế mới với độ bền và màn hình sáng hơn, kết hợp với phần cứng nâng cấp và nhiều tính năng mới. Việc bao gồm Snap 8 Gen 3 trên tất cả các mô hình Ultra là một bước đi khôn ngoan từ Samsung, và với nâng cấp trên toàn bộ dòng sản phẩm, nó sẽ đem lại nhiều thành công. Tuy nhiên, vì sự tương đồng với người tiền nhiệm, có lẽ nó sẽ không khiến ai sở hữu S23 Ultra vội vã nâng cấp lên đời. Nhưng đối với những người sử dụng điện thoại S cũ hoặc ai muốn sở hữu một chiếc S-Phone AI đầu tiên, đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và đó cũng là kết thúc điểm tin. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!